Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay bên mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc Exciter 150 phiên bản 2018 đầu 2019 được Yamaha vừa mới ra mắt cách đây không lâu. Thì bây giờ đây là chiếc Exciter mà được shop mình vừa mới tháo toàn bộ cái dàn áo ra. Và mình xin ghi hình lại một cái video mà đánh giá sơ về cảm nhận của mình khi mà mình tháo ra, và mình quay chi tiết cận cảnh cho anh em một vài cái mà Yamaha đã thay đổi trên chiếc Exciter 2019. Đây, các bạn đang được quan sát một chiếc Exciter vừa được shop mình tháo toàn bộ dàn áo ra. Và để nhân tiện thì mình làm một cái video để các bạn có thể quan sát rõ ràng hơn. Về cảm nhận đầu tiên thì mình thấy trên tổng thể là Yamaha thay đổi có một vài chi tiết thôi, không có nhiều các bạn ha. Thì rất là nhiều cái video nói về vấn đề này, và hôm nay thì mình xin làm một cái video để nói rõ hơn cho các bạn xem một số chi tiết. Rồi, về chi tiết đầu tiên mà mình thấy Yamaha thay đổi đó là ổ khóa. Thì cái mặt ổ khóa thôi các bạn ha, mặt ổ khóa này được thay đổi để cho nó đẹp hơn thôi, chứ còn về kết cấu này là như nhau. Các bạn có quan sát nè, thì cái mặt ổ khóa này được thay đổi thành màu đen thôi. Đó, còn lại là bên trong là như nhau ha. Các bạn thấy không ạ? Nó chỉ được thiết kế là cho đẹp hơn thôi. Rồi, thứ hai đó là cái mà các bạn rất là thích, đó là cái cùm công tắc. Các bạn có thể quan sát. Đây là cái nút bắt xin kết hợp xin vượt, xin đường, phá cốt rất là tiện lợi, mà chỉ được áp dụng cho những dòng xe mô tô phân khối lớn. Và hôm nay thì chiếc Exciter 150 đã được trang bị. Rất là nhiều các bạn trẻ rất là thích cái vấn đề này. Thứ hai nữa là cái công tắc nút tắt máy tạm thời, dùng để tắt máy tạm thời khi chúng ta dừng đèn đỏ hay là muốn tắt máy bất kỳ lúc nào thì chúng ta có thể bật công tắc này, cũng rất là hay và rất là đẹp các bạn ha, rất là tiện lợi. Mà trên những dòng xe cũ thì vẫn không có, và nhiều anh em đã đổ cái nút tắt máy tạm thời trên cái những dòng xe cũ, thì hôm nay Yamaha đã trang bị cho các bạn xem. Rồi, tiếp theo đó là cụm đèn đồng hồ và cụm đồng hồ. Các bạn cùng xem qua cái lúc mình bật đồng hồ này nhé. Rồi, cụm đồng hồ được thay đổi toàn bộ bằng đồng hồ LCD, hiển thị toàn bộ là LCD hết các bạn ha. Nó đầy đủ thông số như là vòng tua máy nè, báo số nè, báo giờ. Rất là hay ha. Báo giờ là cái chức năng mà mình cực kỳ thích cho những dòng xe này, rất là cần thiết luôn. Chúng ta đang đi làm hay gì đó, chúng ta không cần phải xách điện thoại ra hoặc là móc đồng hồ ra để chúng ta xem nữa. Đó, mà chỉ nhìn trực tiếp lên đồng hồ xe luôn. Rất là tiện lợi, báo xăng các bạn ha. Rồi, đây là báo giúp km. Đó. Một chức năng nữa mà Yamaha đã thay đổi đó là cụm đèn pha LED. Đây, mình sẽ phóng to để các bạn xem. Đây các bạn, trên tay mình là một cụm đèn pha LED được tích hợp LED với hai cái mắt cót và một cái mắt pha ở giữa. Nhìn qua cái mặt đèn pha này thì chúng ta có thể tưởng tượng giống như cái mặt siêu nhân đó các bạn ha, siêu nhân điện quang đó ha, rất là đẹp, rất là ngầu ha. Nhìn giống cái rất là ngầu khi mà xe chúng ta được trang bị. Đó, thì bên mình đã có cái mặt tăng sáng của cái đèn pha này rồi. Thì nếu các bạn nào muốn tăng sáng thì các bạn cũng có thể ghé shop qua địa chỉ là 123 Hoàng Hoa Thám ha, thành phố Buôn Ma Thuột, để các bạn tăng sáng ha. Rồi, và một chức năng nữa mà Exciter 150 đời bản mới này thay đổi, đó là chức năng tìm xe. Đây các bạn, mình sẽ nhấn vào nút tìm xe, các bạn quan sát nè. Đó, trên nút tìm xe này thì mình có thể đổi một cái bộ chống trộm cho các bạn, rất là hay và đơn giản. Nếu các bạn nào muốn làm chống trộm độc và không cần cầu kỳ thì các bạn có thể liên hệ cho mình ha. Ok, rất là hay về chức năng này. Rồi, tiếp theo đó là một cái mà các bạn rất quan tâm, các bạn quan sát cho mình nha. Đây,
Đây là cục relay, nhưng mà đây không phải là cục relay của cái quạt nước nữa, mà cục relay quạt nước nó sẽ chuyển vào đây. Đó, thì nó được bảo vệ rất là cẩn thận. Nó được bảo vệ rất là cẩn thận bởi những cái miếng sắt như thế này các bạn. Và cái việc hắt chiếc Exciter 150 này cũng gây khó khăn hơn rất nhiều ha. Đã được Yamaha xử lý rất là đẹp luôn, và gọn gàng, kín đáo luôn. Đó. Tiếp theo đó thì các bạn quan sát là bên cạnh này thì có ba cục, cục bên trái mình. Cục này. Cục này là cục tìm xe các bạn ha. Cục này là cục tìm xe trong bãi á. Nó đi kèm với lại cái này. Nó đi kèm với lại cái công tắc này. Với cục này thì mình có thể làm được một vài chức năng rất là hay khi mà chúng ta điều khiển từ xa. Rồi thứ hai nữa là đây là cái cục sạc 2018 trở đi thì nó có cái cục sạc có hình dáng như thế này. Rất là nhiều anh em hỏi là mình có bán cái cục sạc này lâu rồi, nhưng mà rất là nhiều anh em hỏi là cục sạc này có phải rin hay không. Đó thì anh em có thể nhìn qua cục sạc trên chiếc Exciter này có thể biết được ha. Đây là cục IC. Một điểm cộng cho cái này, cho cục IC này là nó không có được tháo ra dễ dàng như là chiếc Exciter đời cũ nữa, mà được chặn bởi hai cái bát như thế này. Các bạn thấy không ạ? Thì mỗi lần chúng ta tháo ra, chúng ta phải tháo được cục sạc này ra. Lúc này chúng ta dỡ nguyên cái bát này ra thì lúc này chúng ta mới lấy được cục IC. Tháo cục sạc này ra thì ở phía sau nó sẽ có một cái bát các bạn ha, các bạn dỡ cái bát này ra. Đó, cái bát sắt này nó có thể liền qua tới đây luôn này các bạn. Nó liền qua đây thì chúng ta phải tháo hai ốc này ra. Chúng ta mới dỡ được bộ ba cái này ra. Lúc này chúng ta mới lấy được ha. Lấy được cả sạc cả IC. Đó, rất là tiện lợi, chống hắt luôn. Các bạn thấy không ạ? Rất là khó mà để chúng ta có thể lấy được. Rồi. Đó. Đây mình đang chuẩn bị đổ cho khách một vài chức năng rất là hay, thì tí xíu nữa mình sẽ có một video quay về cái phần đổ đó sau ha. Đây là cái video mà mình quay trải nghiệm sơ của mình qua những cái thay đổi mà Yamaha thay đổi trên cái chiếc Exciter 150 phiên bản mới này. Và một cái nữa là các bạn rất là thích, đó là thông số lốp được thay đổi ở lớp trước. Đó là 90, 80, 17 các bạn ha. Thông số này thì bằng với lại thông số của chiếc xe Winner 150 lớp trước, bằng với thông số lớp trước của Winner. Đó. Và cái phục này á, thì theo cảm nhận của khách hàng đi á, thì cũng có nói là cái này nó vẫn còn kêu, nhưng mà nó không có kêu to như đợt trước nữa. Tức là không kêu to như những cái dòng xe đời cũ nữa, nhưng mà tiếng kêu cục cục vẫn có, nhưng mà rất là ít và nhỏ các bạn ha. Chứ không Yamaha không khắc phục hoàn toàn được cái tiếng kêu này. Rồi đó là cái cảm nhận của khách hàng khi mà đi chiếc xe này. Và vừa rồi thì mình đã làm một cái video ngắn nói về những cái thay đổi của trên chiếc Exciter 150 2019 này. Rồi để các bạn có thể tham khảo. Toàn bộ dàn áo đều được giữ nguyên, riêng phần đầu là thay đổi nhiều nhất các bạn ha. Phần đầu và dàn pha thì được thay đổi nhiều nhất. Và nếu mà sắp tới có cơ hội thì mình sẽ có những cái video về những cái thay đổi này nữa để các bạn có thể tham khảo. Và đây là toàn bộ những chi tiết trên dàn áo thì nó hoàn toàn là giống nhau, chúng ta đều có thể lắp được cho nhau hết ha. Chỉ có riêng phần đầu là các bạn phải đổ lên nguyên cụm đèn pha như thế này, và riêng công tắc như thế này nữa. Đó, chúng ta vẫn có thể lên được. Rồi, trên này một cái hiển thị đầy đủ nữa đó là nhiệt độ này. Bên này là báo bình ắc quy, xi nhan, cái đèn min. Và bên này là đèn pha, cốt, báo pha cốt các bạn ha, tích hợp hết trên này đầy đủ. Như vậy là rất là hay khi mà Yamaha thay đổi những cái mà cần thiết, thực sự cần thiết đối với những bạn mà đang thích có những chức năng này trên xe. Rồi, vừa rồi thì mình đã làm một cái video ngắn nói về toàn bộ những cái chi tiết mà tổng thể mà Yamaha thay đổi trên chiếc xe Exciter 150 này. Hy vọng là video này bổ ích và các bạn có thể tham khảo xem qua ha. Đó, toàn bộ những chi tiết khác thì được giữ nguyên các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.